bắt đầu. Bắt đầu. Rồi cái này anh đều quyết nhỉ. Đây nha.
chủ cả đây này. Chỉ cho đây nữa là được. Lúc trước là bằng cái đồng thao cao. Có nói là cô đây. Đây cái cầu thủ Hinh, cầu thủ Hiếu Hinh đã vào sân. Cầu thủ Hiếu. Nhảy mũi đi, mũi. Bà ơi, bà mở tiếp đi bà ơi. Bà ơi, thôi bà ngoài năm là cái dính rồi nào. Chị kéo cái chân đi cao lên. Cao lên chút. Chết này. Chạm mối. Vào tay vào nhá. Chạm mối. Chạm rồi cần. Vào tay rồi. Thật chạm nó mới đập mạnh. Bóng đi ra ngoài, rất tiếc. Đỗ Vy đã phá đá một tình huống là bóng ngoài sân, vô không tham gia ở sân bóng rồi. Ba đi, đánh giá đâu vào tay.